Xin chào các em học sinh lớp 2. Rất vui được gặp lại các em ở bài học tuần 23. Trọng tâm chính của bài học tuần này là phần luyện âm phonics. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với âm đầu tiên. Đây là âm ch trong tiếng Anh. Thì về cách viết nó cũng giống như là âm chờ trong chữ chờ trong tiếng Việt của các em đã từng học. Nhưng có điều là cách phát âm của chúng ta nó khác chút xíu. Thì đối với âm này chúng ta sẽ đọc là ch ch. Chúng ta sẽ bắt đầu với từ đầu tiên. Đây chúng ta có phụ âm ch đứng đầu trong từ cái ghế, chúng ta cùng đọc ch ch chair ch ch chair. Đối với từ chair chúng ta kết thúc âm bằng chữ r, phụ âm r, và chúng ta nhớ đánh cong lưỡi của chúng ta lên rồi kết thúc âm này các em nhé. Chúng ta cùng đọc lại ch ch chair ch ch chair. Chúng ta chuyển sang từ tiếp theo. Đối với từ này thì phụ âm ch đứng ở giữa và chúng ta vẫn đọc ra là ch. Chúng ta cùng đọc teacher teacher. Chúng ta cùng đọc lại teacher. Chúng ta chuyển sang từ tiếp theo. Trong từ này thì chữ ch đứng đầu. Đây là hình ảnh một chú gà con và chúng ta cùng đọc ch ch chick ch ch chick. Cô lưu ý các em ở từ chick chúng ta kết thúc âm bằng phụ âm k, vậy chúng ta nhớ đọc ra bật hơi gió. Chúng ta cùng đọc lại ch ch chick ch ch chick. Chúng ta chuyển sang âm tiếp theo. Âm tiếp theo cũng giống như âm chữ thờ trong tiếng Việt các em đã học, nhưng có điều là cái cấu tạo của môi, miệng và lưỡi, răng của các em nó sẽ được cấu tạo giống như cái hình ảnh chúng ta đang thấy. Chúng ta sẽ cắn nhẹ lấy răng cắn nhẹ lưỡi rồi bật hơi thở. Chúng ta cùng làm lại thở thở. Chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập với từ đầu tiên. Đây là số 3. Nếu như các em đọc theo thói quen thông thường nó sẽ là tree, nó cũng giống như cái cây, thì đó là cách đọc và chưa có đúng. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em đọc đúng với từ này nhé. Chúng ta cùng đọc lại với phụ âm thở 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 ghép với r. Chúng ta đọc nối thr thr. Và chúng ta đọc dài ra three three. Em lưu ý là hai chữ e đứng kế nhau sẽ tạo thành một âm y và đọc thật dài các em nhé. Chúng ta cùng đọc lại. Đây âm th th ghép với r, chúng ta có thr thr. Và chúng ta có âm y dài, chúng ta đọc three three. Chúng ta chuyển sang từ tiếp theo. Đối với từ bồn tắm thì chữ thờ nó sẽ đứng ở cuối, vậy chúng ta cũng sẽ kết âm giống như cái hình ảnh mà chúng ta đang thấy ở đây. Chúng ta cùng đọc ba ba. Các em lưu ý là nhớ bật hơi ba ba. Chúng ta chuyển sang từ tiếp theo. Từ đây cũng tương tự, thì chúng ta có phụ âm thờ đứng cuối, vậy chúng ta vẫn bật hơi. Và đây chúng ta có hai chữ e đứng kế nhau tạo thành một âm y dài kết hợp với phụ âm thờ. Chúng ta đọc cùng đọc teeth teeth. Chúng ta cùng đọc lại teeth teeth. Các em thân mến, chúng ta vừa học được hai âm. Âm thứ nhất đó là âm ch, âm thứ hai đó là âm th. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập để củng cố rằng các em nhớ cách đọc của những từ này. Cô sẽ để cho các em có thời gian đọc trước những từ này, rồi cô và các em sẽ cùng đọc lại để xem chúng ta đọc đúng hay chưa nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với hàng đầu tiên. Hàng đầu tiên, tất cả các âm đều có một điểm giống nhau, đó là đều có chữ th. Vậy các em nhớ kết thúc âm hoặc là bắt đầu âm với cái cách là răng cắn nhẹ vào lưỡi nhé em nhé. Chúng ta bắt đầu với từ đầu tiên, hàng đầu tiên. Chúng ta đọc ba ba. Từ tiếp theo thi thi. Và từ cuối thank thank. Hàng thứ hai chúng ta có những âm giống nhau ở chỗ là đều có âm ch, và chúng ta cùng đọc chair chair. Từ tiếp theo chick chick. Và từ cuối cùng teacher teacher. Các em thân mến, chúng ta vừa kết thúc bài học tuần 23. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở bài học tuần 24 nhé.